Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em dọn kho còn khoảng độ chục cây máy bu lông bốc. Bên em sẽ xả kho thanh lý với cái giá rẻ cho các bác nhà mình. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Với cái mẫu sản phẩm này thì các bác nhìn cái kiểu máy của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn, bên em sẽ xả kho với cái giá cực sốc cho các bác nhà mình. Các bác tiếp tục theo dõi video, một lát nữa em sẽ công bố giá để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về cái mẫu sản phẩm này nhé. Đây là máy bu lông 201 của Bốc này các bác này. Hàng Bốc Trung Quốc nhé, hàng Trung Quốc loại 1 các bác nhé. Thân máy là động cơ từ không than. Đây các bác sẽ có hai quả pin châu 10 xe như này ạ. Em sẽ lắp một quả pin vào máy để chạy thử cho các bác tham khảo về tốc độ vòng quay nhé. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn này, các bác nhìn không này. Đấy, cái này các bác cầm lên thì nó chắc lịch tay luôn, cực kỳ là đẹp nhá. Mẫu mã rất là đẹp này các bác này, cũng như là chất lượng và giá tiền cũng rất là ok. Thân máy là động cơ từ không chổi than này, cánh quạt đỏ này các bác này, đó. Và các bác có hai quả pin châu 10 xe như này, chân pin đây. Đó, và sẽ có theo là một cái sạc này, sạc bàn nha các bác nhé. Và một khẩu bu lông 22. Theo nữa là một dây đeo máy và một hộp đựng máy. Đây, hộp đựng máy màu xanh này các bác này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thân máy thì là động cơ từ không chổi than. Và đầu máy sẽ là đầu bu lông 201. Các bác lắp được khẩu bu lông 1/2 và có lỗ lục giác ở giữa để cho các bác có thể là cắm được đầu tô vít, bắn tôn. Hoặc là những bác nào mà có nhu cầu khoan tường thì con này nó có búa nhá. Các bác có thể lắp trực tiếp một chiếc mũi khoan đa lăng chui lục giác vào đây. Đây các bác sử dụng mũi đa lăng như này này. Đây là chiếc mũi khoan đa lăng chui lục giác. Khi mà các bác có những cái chiếc mũi khoan đa lăng này, các bác cắm trực tiếp vào đây thì các bác có thể khoan tường được nhé. Đó, rất là ok. Có đèn led soi sáng luôn và có đảo chiều đây. Các bác đều tốc độ công tắc này. Bấm công tắc nhẹ là máy chạy chậm, mà bấm công tắc càng sâu càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Máy chạy rất là êm và khỏe nhá. Các bác sẽ điều chỉnh được hai nút chế độ đấy ạ. Khi mà các bác đảo chiều qua đây là các bác sẽ điều chỉnh được hai cái nút chế độ này, 1 này, 2 này. Khi mà đảo chiều máy qua nhá, đảo chiều máy qua thì các bác sẽ có một cái chế độ tự ngắt. Đấy, khi mà các bác có thấy có cái đèn tròn ở bên này nó xuất hiện này, là chế độ này đang ở chế độ tự ngắt, máy chạy lại nghỉ, máy chạy lại nghỉ, mặc dù em vẫn đang bấm công tắc đây. Chế độ này là để tránh bị đứt ốc nhá. Nó có một cái ưu điểm rất là hay như vậy. Nhiều bác mà sử dụng đang ở cái chế độ này, các bác bảo máy lỗi là không phải đâu ạ. Các bác muốn máy chạy liên tục, các bác điều chỉnh cho em ở cái nút màu đỏ này nhá. Cho nó tắt cái đèn tròn này đi. Thế là máy nó sẽ chạy liên tục luôn. Đó, cực kỳ là ok. Với một sản phẩm này có bao gồm là một thân máy, hai pin và một sạc, một khẩu mở bu lông 22, một dây đeo và một đựng. Hôm nay bên em còn lẻ lại 10 bộ, em sẽ tri ân cho các bác nhà mình với cái giá là 850.000 đồng nhá. 850.000 đồng bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Hàng đến nơi các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm. Em chỉ có 10 bộ và chốt được cho 10 bác khách hàng nào nhanh tay nhất. Nên là bác nào đang có nhu cầu thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.